Nhà vua dâu Grizzly. Ngày xưa, ở một vương quốc xa xôi, có một vị vua tên là Michael, có một cô con gái tên là Dina. Xinh đẹp như hoa, nhưng cô rất ích kỷ và tự tin thái quá, đến nỗi mà với cô, không ai xứng đáng để cầu hôn cô cả. Cô chế giễu tất cả những hoàng tử đến hỏi cưới mình. Một lần, vua Michael đã tổ chức một yến tiệc cho mời tất cả những người cầu hôn tới. Họ được trình diện trước con gái của nhà vua. Nhưng mỗi một chàng trai cô nhìn thấy, cô đều có lý do để từ chối. Người này quá béo, người kia quá cao, người thứ ba thì quá thấp, người thứ tư thì quá nhợt nhạt. Bởi vậy, cô có thứ để từ chối mọi người. Cô đã chế nhạo một vị vua tốt đứng đằng xa, người mà có bộ râu mọc kỳ lạ. Anh ta có bộ râu giống như gấu Grizzly. Từ lúc đó, anh có tên là vua râu Grizzly. Vị vua già khi nhìn thấy con gái mình chế nhạo những người đến cầu hôn và ghét tất cả những người đã tập trung ở đây thì vô cùng tức giận. Ông thề rằng cô sẽ phải cưới người ăn xin đầu tiên. Bước vào cửa cung điện, vài ngày sau, một tên ăn mày đến và hát dưới cửa sổ. Khi nhà vua nghe thấy tiếng của hắn, ông ra lệnh: "Đưa hắn vào đây." Tên ăn mày bước vào trong bộ quần áo bẩn thỉu, rách rưới, tiếp tục hát trước mặt nhà vua và công chúa. Khi hát xong, hắn yêu cầu một món quà nhỏ. Nhà vua nói: "Bài hát của nhà ngươi làm ta rất vui, bởi vậy ta sẽ gả con gái của ta cho ngươi thay cho món quà là vợ của ngươi." Công chúa run rẩy sợ hãi, nhưng nhà vua lại nói tiếp: "Ta đã thề sẽ trao cho con tên ăn mày đầu tiên con gái, và ta sẽ giữ lời." Công chúa không còn gì để nói và không còn lựa chọn nào khác ngoại trừ phải cưới tên ăn mày. Nhà vua nói: "Con gái, giờ đây là một người ăn mày. Cung điện này không còn thích hợp cho con ở lại lâu nữa. Có lẽ con phải đi với chồng của con thôi." Tên ăn mày dắt tay cô đi. Cô buộc phải đi bộ cùng hắn. Khi họ đến một khu rừng rộng lớn, cô hỏi: "Khu rừng tuyệt đẹp này thuộc về ai vậy?" "Nó thuộc về vua dâu Grizzly. Nếu nàng lấy anh ta, khu rừng này sẽ là của nàng." "À, ta quả là cô gái không may mắn." Sau đó, họ đến một cánh đồng cỏ. "Ôi, cánh đồng cỏ tuyệt đẹp này là của ai vậy?" "Nó là của vua dâu Grizzly. Nếu nàng lấy anh ta, nó sẽ là của nàng." "Ôi, ta thật thiếu may mắn." Sau đó, họ đến một thị trấn rộng lớn. "Còn thị trấn rộng lớn này là của ai?" "Thị trấn này của vua dâu Grizzly Bird. Nếu nàng lấy anh ấy, nó sẽ thuộc về nàng." "Ôi, ta thật sự chẳng may mắn gì cả." Cuối cùng, họ đến một túp lều. "Ôi trời ơi, túp lều rách nát khốn khổ này là của ai vậy?" "Đó là nhà của ta, nơi chúng ta sẽ sống cùng nhau." Cô bước vào trong túp lều. "Ờ, người hầu đâu hết cả rồi?" "Người hầu nào, nàng giờ đã là vợ của ta rồi. Hãy chuẩn bị bữa tối cho ta, ta mệt rồi." "Vậy là ta là người hầu của chàng?" "Đúng vậy." Nhưng Dina chẳng biết gì về nấu ăn. Tên ăn mày phải tự nấu bữa tối của anh ta. Sau đó họ đi ngủ, và anh ta bắt cô dậy sớm vào buổi sáng. Vài ngày sau, họ sống như vậy và chuẩn bị xong tất cả nguồn cung cấp của họ. "Vợ à, chúng ta không thể tiếp tục không kiếm được gì nữa. Ta sẽ bán những chiếc bình đất nung. Nàng phải ngồi ở chợ và bán đồ gốm nhé." "Nếu ai đó từ vương quốc của cha ta đi chợ và thấy ta ngồi đây bán hàng, họ sẽ chế giễu ta như thế nào?" Tên ăn mày không có tâm trạng nghe cô nói. Ngày tiếp theo, cô ngồi xuống một góc chợ. Nhưng đột nhiên, có một kỵ sĩ say rượu đã cưỡi ngựa qua những chiếc bình, khiến chúng vỡ tan tành. Cô bật khóc. "Ôi, không." Cô chạy về nhà và kể cho tên ăn mày về nỗi bất hạnh này. "Giờ đừng khóc nữa. Ta thấy nàng không thể làm được việc gì cả. Bởi vậy, ta đã đến cung điện của Đức Vua và hỏi nếu họ còn chỗ cho một người hầu bếp không."
Dina bây giờ là một người hầu và làm công việc bẩn thỉu nhất. Trong cả hai túi, cô đều gắn một chiếc lọ nhỏ. Trong đó, cô đựng những đồ ăn thừa mang về nhà. Mỗi đêm, cô đều mang đồ ăn đó về cho chồng. Tại lễ cưới người con trai nhỏ nhất của nhà vua, công chúa đáng thương đi đến cung điện của vua và đứng cạnh cửa theo dõi. Nhưng người hầu mang những đĩa thức ăn toàn đồ ngon đi qua cô. Họ thương xót cô nên đã ném cho cô một vài miếng khi họ đi qua. Cô đã để vào lọ và lại mang về nhà. Sau đó, con trai nhà vua bước vào. Khi anh chàng nhìn thấy người con gái xinh đẹp đứng bên cánh cửa, anh nắm lấy tay cô và mời cô nhảy. Nhưng cô đã từ chối và thu mình lại vì sợ hãi, vì cô nhìn thấy đó là vua dâu Grizzly, người đến cầu hôn cô và đã bị cô đuổi đi với lời bình phẩm tàn nhẫn của mình. Nhưng cô không thể kháng cự. Anh dắt cô vào phòng khiêu vũ. Khi họ bước đến giữa sàn nhảy, sợi dây giữ những chiếc lọ trong túi cô bị tuột ra. Những chiếc lọ bị rơi, đập xuống mặt sàn và đồ ăn rơi vãi khắp nơi. Cô rất xấu hổ. Cô nhảy đến cánh cửa và toan bỏ chạy. Nhưng trên bậc thềm, hoàng tử đã bắt được cô và đưa cô trở lại. Anh nhẹ nhàng nói với cô: "Đừng sợ. Ta chính là tên ăn mày và cũng là người kỵ sĩ cưỡi ngựa. Vì tình yêu dành cho nàng, ta đã cải trang thành như vậy. Đôi khi không biết khiêm nhường thì sẽ không nhận biết được lòng người." Cô bật khóc và nói: "Ta không xứng đáng là vợ chàng." "Hãy thư giãn nào, những ngày tháng khổ cực đã qua, giờ chúng ta sẽ tổ chức lễ cưới." Sau đó, những người hầu đến và mặc giúp cô quần áo kỳ diệu. Cha cô và cả triều đình chúc cô hạnh phúc trong lễ cưới với vua dâu Grizzly. Sau đó, họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Hết chuyện. Nếu bạn thích những câu chuyện, hãy thích và đăng ký kênh của chúng tôi và nhấn biểu tượng chuông để nhận các bản cập nhật trong tương lai, và đừng quên nhận xét nhé!